Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hôm nay vùng thấp nóng tiếp tục là hình thế thời tiết chính chi phối toàn khu vực Trung Bộ và Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, khiến nắng nóng vẫn diễn ra gay gắt trên diện rộng ở cả hai khu vực này. Tại Bắc Bộ, nhiệt độ duy trì ở mức cao, vùng tâm nóng gay gắt nhất tập trung tại các tỉnh thành thuộc khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, với nhiệt độ trưa chiều nay lên cao từ 37 đến 39 độ. Cục bộ tại Hòa Bình hay là Ninh Bình, Hà Nội còn có nắng nóng đặc biệt gay gắt với mức nhiệt chạm ngưỡng 40 độ. Trong khi đó, ở vùng núi và ven biển của Bắc Bộ thì cường độ nắng bớt gay gắt hơn nên nhiệt độ cao nhất chỉ đạt mức là 35 đến 37 độ. Tuy nhiên, từ chiều tối nay sang đến ngày 10 tháng 6, do vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m hoạt động, nên mưa dông có xu hướng gia tăng trở lại và tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ. Thời gian mưa vào đêm và sáng sớm, còn các nơi khác thì vẫn phổ biến ít mưa, trời nóng bức và khó chịu. Đáng lưu ý là mưa dông trên nền nhiệt cao nên nguy cơ cao sẽ xảy ra tố lốc và gió giật mạnh, nên người dân các khu vực này cần chú ý đề phòng. Theo dự báo, tình trạng nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Bắc sẽ còn kéo dài đến ngày 13 tháng 6. Do đó, để đảm bảo sức khỏe trong những ngày nắng nóng thì quý vị cần bổ sung thêm nhiều hoa quả, rau xanh, dầu vitamin vào khẩu phần ăn hàng ngày là rất cần thiết cho cơ thể. Đối với các tỉnh miền Trung, nắng nóng, nhiệt độ cao sẽ bao trùm suốt dọc từ Thanh Hóa đến tận Phú Yên và Ninh Thuận. Nhiệt độ cao nhất tại đây được dự báo phổ biến từ 37 đến 39 độ. Vùng tâm nóng tập trung tại khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, kéo dài xuống Tuyên Hóa, Quảng Bình, Đông Hà, Quảng Trị, Nam Đông, Thừa Thiên Huế, Ba Tơ, Quảng Ngãi và Sơn Hòa, Phú Yên. Với nhiệt độ cao nhất xấp xỉ từ 38 đến 39 độ, cục bộ có nơi chạm ngưỡng 40 độ, nắng nóng đặc biệt gay gắt. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng gây ra đạt cấp 1. Theo các chuyên gia khí tượng nhận định, tình trạng nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao sẽ còn kéo dài tại Trung Bộ trong nhiều ngày tới. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ là từ 10 đến 18 giờ, lại kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp, chỉ phổ biến từ 45 đến 55% và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Người dân nơi đây cần chú ý đề phòng. Hôm nay ở khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, vì thế mưa dông sẽ diễn ra tại đây và tập trung vào thời điểm chiều tối và đêm. Mưa sẽ xuất hiện trước tiên ở các tỉnh miền Tây của Nam Bộ ngay từ đầu giờ chiều, sau đó sẽ lan lên các tỉnh miền Đông và Tây Nguyên. Trong đó, khu vực phía Nam của Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ là vùng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông, người dân nên lưu ý các hiện tượng như là sấm sét và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Do mưa sớm nên nhiệt độ cao nhất không tăng cao, chủ yếu chỉ từ 31 đến 34 độ ở Tây Nguyên, trong khi đó ở Nam Bộ nhiệt độ là 32 đến 35 độ. Chuyển sang thời tiết trên các vùng biển, trong hôm nay và 2 ngày tới trên Biển Đông tiếp tục duy trì trường gió Tây Nam, trong đó tại khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn phổ biến ít mưa, tầm nhìn xa thoáng. Còn với khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa tiếp tục có mưa rào và dông về chiều tối. Trong cơn dông có khả năng kèm theo tố, lốc và gió giật mạnh. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết sáng nay của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.